Lần đầu tiên tôi liên lạc với Ray Santilli tại văn phòng của ông ở nước Anh. Rõ ràng ông ấy đang mong đợi một người như tôi, người đã có kinh nghiệm trong việc sản xuất các chương trình về vật thể bay không xác định và người ngoài hành tinh tới liên lạc với ông. Điều tôi quan tâm là liệu đoạn phim về Roswell có đảm bảo là thực hay không. Tất cả chuyện khám nghiệm tử thi và sinh vật ngoài hành tinh nghe có vẻ quá hay để trở thành sự thật. Bob Gilead đã tới tận nước Anh xem đoạn băng để khẳng định liệu rằng nó có được như lời đồn đại hay không. Ray Santilli lấy ra một cuốn băng cho vào máy và miệng tôi thì há hốc. Trông giống như một sinh vật nữ ngoài hành tinh nhỏ bé và đang mang thai. Ngay lập tức đầu óc tôi rối tung lên, cố đoán xem đây có thể là cái gì. Trông giống như một bộ phim khoa học ấn tượng vậy. Và sau đó, các cảnh tượng lần lượt hiện ra cho tới cuối phim. Tôi đã xem hết cảnh khám nghiệm tử thi, miệng tôi thì há hốc ra. Chắc lúc đó tôi nói những câu đại loại như không thể tin được, không thể tưởng tượng nổi. Đoạn phim có vẻ như là và trong đầu tôi lúc đó, trong lúc tôi xem đoạn phim, tôi đang nghĩ rằng không thể không công chiếu nó cho người Mỹ. Đó là cảm giác của tôi. Người ta đã đưa ra rất nhiều ý kiến về độ xác thực của đoạn phim khám nghiệm tử thi này. Nhưng làm sao chúng ta tìm ra được sự thật? Trước hết, hãy quan sát căn phòng này. Đây có vẻ như là một phòng phẫu thuật nhỏ ở Texas. Tất cả đều chứng tỏ rằng đây là phòng phẫu thuật của năm 1947. Đồng hồ trên tường là loại đồng hồ điện tử phổ biến. Loại này đúng là đã được sản xuất vào thời điểm năm 1947. Chiếc điện thoại là loại tiêu chuẩn được phát. Cũng đúng là loại được sản xuất năm 1947. Các công cụ đúng về mặt thời gian. Bàn mổ cũng đúng. Như vậy, cả các phòng trông đều hợp lý. Vậy còn các bác sĩ? Trước hết, các bác sĩ khám nghiệm tử thi bao giờ cũng mặc đồ bảo hộ. Nếu đó là người ngoài hành tinh, thì tốt hơn hết là vẫn nên cẩn thận. Tuy nhiên, đối với người quan sát sau tấm kính kia, thì việc mặc đồ bảo hộ có thể sẽ khá bất tiện, mặc dù những vi trùng ngoài hành tinh có thể sẽ rất mạnh. Giờ thì hãy xem xét quy trình khám nghiệm. Điều đầu tiên bạn học trong trường y là cách giữ kéo. Bạn phải giữ lưỡi kéo bằng ngón trỏ và không bao giờ được giữ kéo như kiểu thợ may. Nhưng đó lại là cách những bác sĩ trong đoạn phim này đang làm. Tính chất của lớp da này cũng rất kỳ lạ. Thường thì da sẽ co lại từ vết dao. Ở đây lại không như thế. Trông cứ như cao su vậy. Nhưng một câu hỏi lớn hơn là loài người chúng ta trên hành tinh này tiến hóa từ các tổ chức đơn bào. Và trên trái đất, chúng ta có thể trông như thế này, thế này, hoặc thế này. Vậy thì khả năng nào đã khiến cho một người ngoài hành tinh có hai mắt, một mũi, một mồm, bốn chi? Đó là chưa kể bộ phận sinh dục cũng ở vị trí giống của chúng ta. Điều này thật kỳ lạ. Và nếu đó là đồ giả, thì cũng phải do một bậc thầy tạo ra. Vậy bậc thầy đó là ai? Liệu đó có phải là Ray Santilli? Liệu có phải là một đội kỹ xảo điện ảnh? Hay là nhà quay phim bí ẩn? Ta không bao giờ biết được, vì khi Bob Gilead mua đoạn phim này lại từ Ray, thì có một điều khoản quan trọng cần phải thực thi, đó là nhà quay phim phải hoàn toàn giấu tên. Không bao giờ có thể liên lạc với ông ấy được nữa. Tôi không thể phỏng vấn ông ấy, không có gì đảm bảo là tôi có thể gặp được ông ấy để làm phim tài liệu cho hãng Fox. Và mục đích nhà quay phim bán đoạn phim là để có tiền tổ chức đám cưới cho con gái ông. Có vẻ như tất cả mọi người đều có được cái họ muốn.
Hãng Fox và chương trình của họ đã thu hút được 30 triệu người dán mắt vào truyền hình. Ngày nay, người ta vẫn chưa chứng minh được đoạn phim là thật, nhưng bất kỳ người nào biết chuyện về Roswell đều có thể tham gia vào cuộc tranh luận.